Tín hiệu analog là dạng tín hiệu điện dùng để truyền nhận thông tin giữa các thiết bị điện với nhau, khác với dạng tín hiệu là tín hiệu số hay là tín hiệu digital, nó chỉ có hai mức giá trị là on hoặc off. Thì tín hiệu analog có nhiều mức giá trị khác nhau, từ đó nó thể hiện được nhiều thông tin hơn. Ví dụ với bài toán đo lường thì các cảm biến sẽ chuyển đổi đại lượng thực tế thành tín hiệu analog, sau đó tín hiệu này sẽ được đưa về module analog của PLC. Qua một vài bước quy đổi, ta sẽ có được trị số đo lường ở dưới dạng con số, và giá trị số này có thể dùng trong các cái logic ở trong chương trình, ví dụ như so sánh hay là tính toán. Hãy cùng mình xem một bộ mô hình thực hành với tín hiệu analog tại IATC nhé. PLC Siemens 7200 và các module analog đầu vào đầu ra, màn hình HMI để hiển thị và cài đặt thông số. Và đây mình dùng biến tần làm đối tượng điều khiển analog cho PLC và cảm biến nhiệt độ PT100 cùng với bộ biến đổi để làm tín hiệu đầu vào. Các bạn học viên lập trình đọc tín hiệu analog lấy từ cảm biến nhiệt độ, và mình sẽ đo nhiệt độ thực tế ở đầu cảm biến. Tín hiệu nhiệt độ này đem đi so sánh để đưa ra các cái tần số điều khiển và chạy dừng động cơ. Tần số được gửi ra biến tần cũng thông qua tín hiệu analog. Học và thực hành với tín hiệu analog là kiến thức và kỹ năng cực kỳ quan trọng khi đi làm. Bởi thế nên nội dung học này là một nội dung trọng tâm trong khóa học PLC cơ bản tại trung tâm IATC. Các bạn hãy tham khảo nhé.